đau quá không chịu được nên đi mổ cấp cứu, cắt luôn túi mật rồi. Của em cắt à? Cắt thôi. Xong bây giờ tiêu hóa của em ổn không? Dạ nó bình thường rồi, nhưng mà lâu lâu nó vẫn cứ đau. Chị không đau nhưng mà ăn xong cái là phải đi ngay. Dạ tại đúng vì... rồi, ăn vào là đi ngay chứ. Tại vì túi mật ngày xưa nó có túi mật để nó giữ chữ. Xong túi mật bây giờ là nó không có nữa, cho nó ăn nhiều thức ăn dầu mỡ cái nó trôi, nó cả cái túi mật trên gan nó đổ ập xuống rồi nó tiêu hóa. Thế là ăn xong phải đi luôn, đúng không? Cho nên cái tiêu hóa của mình nó phải làm quen với cái thói quen ấy. Cho nên đi đâu ăn nhiều không dám ăn. Cho nên bọn em cắt túi mật là ấy lắm, là bất lợi lắm.